Một trận đấu lại cho son này, lại cho son. Quân bên kia là gì đây? Sam Kata chơi được. Bên mình là Baby cho son. Rồi hiệu đầu là rất gần. Quả đây sẽ có một chiếc BG đẹp. Hai một. Bạn này mà IA thì nói chung là vẫn chơi thoải mái, cho son gì ta vẫn phải ngại những con lạc đà của Kata. Summer, Summer thì chém Mia chém tuyển vẫn có cái độ rát hơn. Bên này xi măng thì có một bầy hiêu và thêm một con voi rồi. Cơ cấu để đánh cung trong trận đấu này. Trang gì 24/7 thì lúc nào cũng ấy được. Anh em mạnh mẽ lên. Cái gì đấy? Ông nào bảo 3D đấy. Chưa kiểm tra mà lại toàn nghe tin đồn to. Rồi chào Hàn Viết Việt nhá. Đính chính là Trang chưa có chồng nhưng mà có một con rồi. Gà trống bơ vơ. Không có kèo tối là sao bạn? Kèo tối thì tối khoảng 6 giờ 30 sẽ có thông báo. Rồi anh Lê Văn Tướng. Anh em là Trường nhá. Biệt danh là Trường Paris. Có một dãy hàng nghe để cơ cấu nhà rất sớm dành cho Sima. Chặt nốt cây gỗ kia đi. Vẫn thêm được một cái e nữa. Ôi. Vòi chết hơi xa. Thôi không sao. Bên Hoàng Mai Nhi thì bài là mắc binh rồi. Đôi vòi hiêu đầu to và thêm một bãi quả phụ nữa. 25 dân trận này. Không, như vậy là chỉ đánh 23 thôi. Đã muốn ép đời sớm. Rồi chào anh Nguyễn Văn Hợp. Chào tất cả mọi người nhá. Kiểu trưa nay thế nào? Và tèo nữa sẽ có thông báo cho anh em nhá. Rồi chiều nay thì Tý và Xuân Thứ sẽ ra sân. Bảo vệ là Kata chỉ đánh 21 dân thôi. Lúc này đánh cũng dị nhỉ. Kata đấy từ rừng cỏi. Nên đời là rất sớm.
21 dân đến từ rừng cỏ. Khó dò đây luôn rồi. Đây là giò công giáp đầy đủ dành cho Hoàng Mai Nhi. Nó sẽ ăn được 4 nông dân này. Không, dân xong. Là 2 thằng thôi. Gần chết rồi đấy. Con giò cái gần chết rồi đấy. Mày như 3 giờ sẽ là cả nhà của người trong chéo à. Đây 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 đây. Đây màu 8 đây. Ngay gần nhà mình luôn. Khung nhà và có ruộng rồi á. Khung nhà. Họ đang muốn đi vào khu vực bãi quả. Bỏ qua luôn cái bãi gỗ này của Hoàng Mai Nhi rồi. Bãi vàng vẫn chọc chọc xuyên được. Đứng đây thôi, đứng P ở đây chặn đầu những con lạc đà đi xa. Một giò một lạc đà sang nhà của xi măng đấy nhá. Rồi công P lên nào. Bài bên kia Summer đang khá khỏe đấy. Ăn nguyên một bãi quả phụ. Chém xuyên được cái bãi vàng thì phải. Được không? Sao nó phù đen đấy nhỉ. Rồi được rồi. Còn 3 con nữa cơ. Hơi căng. Chạy 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 chạy. Chạy to chạy to. Phú đây, phú đây, phú, chửi nó, được. Rồi. Rồi, được hai cháu lắc đà. Phú này thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia thì không biết nhà màu 4 thế nào. Vào luôn. Tạt chứ. Ra được rất nhiều ruộng này, màu 4 đẩy sang nhà Hoàng Mai Nhi luôn này. Đội bạn nào muốn lấy thảm của Hoàng Mai Nhi. Bánh xe rất kịp thời. Chạy đi, chạy đi. Chạy hết. Màu 4 này cũng yếu thôi, nhà rất xấu dành cho tiểu màn thầu. Bên kia xi măng. Màu 4 này cực kỳ xấu luôn. Chém nhá, để ý chém. Trên dốc luôn anh. Xi măng, xi măng ơi, màu 8 ở sát mép, 4 giờ. Rồi, con dân ăn quả. Bạn rất là nhiều lực. Tham 5x rồi. Tham của xi măng là to nhất bản đồ đấy. Tham chúng ta đang đè một chút. Rồi bắt nốt mấy con lạc đà đi. Như vậy là thầu không ăn bãi gỗ hơn nữa. Rồi đi ngoái ruộng của họ nào. Xi măng đang đẩy sang nhà màu 8. Lạc đà của họ vẫn đang đẩy chân lực vào đây. Màu 4 có sự hỗ trợ thủ nhà. 8 vẫn đang còn nhiều lạc đà đấy. Chưa thể qua được dễ dàng đâu. Có lẽ cần phải lên cái giáp 4. Tiếp tục là một tình huống vẻ. Đây là có một tần dốc dành cho xi măng. Thoải mái chơi được những con lạc đà này. Chết sạch rồi. Một con nữa. Thôi cho nó chạy đi. Tiếp tục anh phải vòng hướng nhà của Hoàng Mai Nhi lên. Sát mép bản đồ là bãi vàng của màu 8. Hướng nhà của Hoàng Mai Nhi lên sát mép bản đồ là nhằm bãi vàng màu 8 ấy. Hoàng Mai Nhi còn 15. Vẫn đang rất vất vả.
8 vẫn đang sắp được đều lạc đà với một thế khung nhà ra ruộng. Xi măng đang đẩy một tên sang đây. Đấu quân đi, đấu quân đi, đấu quân đi nào, đấu quân đi nào. Đi nào, chưa bánh xe đâu, màu 8 nó chưa bánh xe đâu anh ơi. Vào đi, Hoàng Anh Nhi đang đục vào mặt kia rồi. Thôi. Thôi thôi thôi, thôi. Chim én, chưa có giáp 4. Chưa có giáp 4. Hoàng Anh Nhi đang lọt vào đây. Đây rồi, đây là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải xem. Ăn hết được dân ruộng của Dương Còi luôn. Đi một chút. Rồi chạy, giữ được 3-4 con. Xi măng, đẩy tiếp vào không, đẩy tiếp vào không. BC. Bốn trận này rất sâu. Sẽ có một tên đi ảo và lọt vào ruộng của tiểu màn thầu đến từ Xi măng. Tham thì chúng ta vẫn đang đè, mang vẫn đang to nhất bản đồ. Họ mang rúi rụi quân về để thủ nhà rồi. Vậy là đã biết đường đi quân của Xi măng. Thôi tên này lùi thôi, nên nấu máu đã. Cơ cấu thêm nông dân nữa. Ông màu 8 này vẫn chưa bánh xe, tên này lọt vào khả năng fit luôn đấy. Vào luôn, fit luôn. Tách 5 con vào thôi. Tí nè. Khả năng đội bạn sẽ đổi nhà trong tình huống này. Mang tất lạc đà lên đây rồi, rất nhiều. Mang thân kia về thủ. Đầu máu đã kích. Bốn dồn sang luôn, biết ngay mà họ sẽ lấy nhà của Xi măng. Lùi thôi, cái này lùi chúng ta cấu gì à? Tuần khá đông đến từ các cầu thủ bên phía BB Club. Tuần này nở thêm một tuần cung mới, chúng ta sẽ thủ được, để ý bắn cung R đi. Lạc đà nó vẫn đang chài thôi. Vẫn đang cố gắng để thủ nhà tên này. Đi điều một chút. Lạc đà vẫn còn khoảng 6-7 con. Rồi sau tên này thì cung R cũng hết và lạc đà cũng không còn nhiều. Thủ thoải mái đấy, thêm một tên nữa, thủ thoải mái luôn. Vẫn là 60. Hoàng Mai Nhi tham 10 thôi, vẫn đang ăn được dân của người cầm màu 8 này. Họ cũng bất lực hết rồi, màu 8 siêu yếu rồi. Bây giờ dồn quân lên bằng ngoái nhá, màu 4 là hợp lý hơn. Màu 8 có cái gì đây? Vừa đi qua cái chấm gì của màu 8 đấy. Rồi vào ngoáy màu 4 nào. Khu vực ruộng chính sẽ là địa điểm Xi măng đi vào. Nhà thầu siêu xấu trận này. Đội bạn vẫn đang ép khá trâu quân. Cũng là đầu máu hết rồi. Để ý một chút. Họ như 40-50 thôi. Màu 8 thì bây giờ không thi đấu nữa. Hoàng Mai Nhi đang chăn dân màu 8 rất nhiều.
Coi như là fit ông này rồi đấy. Trở lại với xi măng. Đang đứng quân và bắt đường đi quân của thầu là tương đối tốt. Sẽ cần phải ra thêm dân và thêm ruộng nữa. Cần thiết thì tăng cả A lên cũng được. Thực vẫn đang khá khỏe. Vẫn chưa bánh xe dành cho Dương Cỏ. Họ chỉ phụ lúc đầu thôi. Bây giờ thì họ không còn thi đấu nữa. Hoàng Mai Nhi ngoáy hay thế nhỉ. Tham năm rồi, hai con chém vẫn đang ăn được rất nhiều dần ruộng của Tiểu Bàn Thâu. Ôi chạy 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 chạy. Lên bãi gỗ, lên bãi gỗ, lên bãi gỗ. Thỉnh thoảng lại chém một hai cái thôi. Vâng, quýt rồi. Vâng, 3-1 trong giây đấu thứ hai. Trận đánh hay thế nhỉ. Phối hợp là rất tốt dành cho các game thủ của Hà Nam. Lag á? Sao lại lag nhỉ? Có anh em nào bị lag không nhỉ?